Như vậy là chúng ta đã có cấu hình chính thức của GALAXIS9 ở Việt Nam. Máy bán ra ở nước ta sẽ là phiên bản 2 SIM, sẽ có màu tím từ đinh hương và màu đen trong đợt đầu. Về cấu hình thì GALAXIS9 Việt Nam sẽ dùng CHIPEXENOS 9810, có 64GB ROM và 6GB RAM như bình thường. Dự kiến những người đặt hàng trước sẽ nhận được máy vào ngày 16 tháng 3 tới. HBS9 khi rõ cấu hình, bạn sẽ thấy được dung lượng ROM của máy ngay từ ngoài. HBBHIN bản bình có là bản màu tím LELAC, màu tím lý lắc theo tiếng Việt, hoặc tím của hoa tử đinh hương, một loại hoa châu UTAN. Thực tế thì phiên bản màu tím này hơi đậm hơn so với bản màu tím mắm tôm năm ngoái. Trời càng tối thì nó càng đậm do cách hoàn thiện bằng kính của SAMSUNG. Phiên bản hoàn thiện này thì S9 cho mình cảm giác giống hệt với NOTE8 về cách hoàn thiện. Nó không trơn như S8 năm ngoái mà có những đường vờ gồ lên, dễ cầm hơn nhưng cũng nam tính hơn đáng kể so với S8 New TNCOE bản tím. Việt Nam sẽ có thêm bản màu đen, thật sự là mình rất phân vân sẽ lựa chọn màu nào giữa hai phiên bản này. Tím đẹp và độc đáo trong khi màu đen đỡ nhục hơn khi ra đường. Có lẽ mình chưa đủ cá tính để xài máy màu tím, phải chờ đến năm sau mới đủ dũng. CMVN không thích lộ MECABHONE thứ hai của Samsung, nhưng nhìn chung S9 vẫn được làm rất tốt, giống với các thế hệ Samsung gần. ECCH hoàn thiện hệt như NOTE8, một phiên bản NOTE8 không bug. Nếu xét về thiết kế bên NCOEC, cảm giác màn hình S9 hơi khác so với NOTE8. Bọn mình sẽ thử kỹ hơn vào ngày MAECAMEAA là điểm mạnh nhất của S9, thử nghiệm sơ bộ trong video. Hình từ máy BIOTOTEBE cho thấy ảnh chụp tối của S9 là rất tốt, cho hiệu ứng chuyển mượt hiếm thấy so với gần như toàn bộ các điện thoại dùng màn chập điện tử đang có trên thị TANGL do. Xin hẹn các bạn một bài viết khác chi tiết và đầy đủ hơn về CAMEAA trong 2 ngày TI.